Xin chào tất cả các bạn thì hôm nay mình có nhận được một cái máy tính bảng từ một ông anh ông ấy cho mình thì hiện tại mình mở nên nó bị mắc cái tình trạng như thế này trong quá trình khởi động thì nó bị mắc cái bệnh treo logo no màn hình và không thể nào mà có thể khởi động vào bên trong được các bạn ạ mình thấy không phải là riêng máy tính bảng mà thông thường những cái điện thoại sử dụng hệ điều hành Android ấy, thì cũng rất là hay bị mắc cái bệnh tình trạng là sau một thời gian sử dụng bị treo logo no màn hình hoặc là nó bị treo logo no và nó khởi động lại liên tục nha các bạn thì cái bệnh này thì nó liên quan đến phần mềm cũng như là liên quan đến bản rom ở bên trong máy nó bị lỗi thì nó bị mắc cái tình trạng là treo logo no như vậy thì ở đây là một chiếc máy tính bảng com mà loại này sử dụng chip mediatek của trung quốc nha các bạn nó bị à, nỗi ROM này các bạn Thì à, trước tiên khắc phục thì mình à, sẽ tắt nguồn bằng à, cách nhấn giữ phím nguồn và phím tăng âm lượng để cho nó tắt nguồn đi nha các bạn Sau khi à, cái máy tính bảng này đã tắt được nguồn rồi thì mình sẽ chuẩn bị như sau Mình sẽ chuẩn bị một chiếc laptop hoặc là máy tính Mình sẽ tải ba cái công cụ này Đầu tiên là công cụ à, driver để nhận USB ROM phần mềm và phần mềm để nạp chương trình mình sẽ mở phần mềm lên và chọn uh, Flash Tool đây là phần mềm chuyên dụng để uh, uprom cho phần MediaTek mình sẽ chọn cái file ROM sau khi đã tải về đây cái file ROM mà uh, dành cho Kingcom này các bạn mình sẽ chọn uh, file và nhấn Open rồi sau khi uh, file đã nhận mình uh, sẽ nhấn chữ download ở trên màn hình đây rồi sau khi mình nhấn uh, chữ download xong thì uh, mình sẽ cắm cái dây usb này vào cái máy tính bảng này trước khi cắm dây usb thì các bạn sẽ nhấn giữ nút tăng âm lượng đây mình sẽ nhấn giữ nút tăng âm lượng rồi uh, sau đó mình sẽ cắm cái dây usb này vào cái dây usb này các bạn nhớ là cắm vào máy tính trước nha sau đó rồi cắm vào cái máy tính bảng này nhớ là nhấn nút tăng âm lượng trước rồi mới cắm dây USB vào nha các bạn. Thì uh, sau khi các bạn giờ cắm dây USB ấy, thì máy tính nó sẽ tự động uh, nhận diện ra điện thoại và nó sẽ tự động nạp chương trình cho cái uh, máy tính bảng này. Đây. Hiện tại nó đang uh, nạp được uh, tới uh, khoảng uh, gần 100% rồi. Các bạn chờ một chút. Rồi sau khi nạp chương trình thành công thì nó sẽ báo cái dấu chữ v như thế này là đã nạp chương trình thành công cho chiếc máy tính bảng này rồi bây giờ mình sẽ rút dây usb ra nhé và sau đó mình sẽ nhấn nút khởi động nguồn đấy các bạn thấy không cái logo hiện tại khởi động nó sẽ khác hoàn toàn so với cái logo đầu tiên bị treo uh, nha các bạn, tại vì cái logo đầu tiên bị treo là cái phiên bản cũ rồi, ở đây mình uh, update cái phiên bản mới cho em nó. Tất nhiên thì cái logo nó sẽ khác một chút nhưng mà vẫn là cái hệ điều hành dành cho máy tính bảng kinh com này nha các bạn. Các bạn sẽ chờ một chút để cho nó khởi động, tại vì trong quá trình nạp phần mềm thì nó sẽ đông một chút. Rồi sau khoảng một thời gian chờ thì em nó đã đã vào được màn hình bên trong vậy là có thể sử dụng được bình thường rồi các bạn cũng rất là đơn giản đúng không các bạn các bạn nên kiểm tra một số chức năng giống như là wi-fi này bluetooth này máy ảnh này tại vì trong quá trình các bạn nạp phần mềm xong thì các bạn muốn biết được nó lỗi hay không thì các bạn cần kiểm tra tất cả các chức năng xem mà có hoạt động bình thường không, tại vì đôi khi những cái bản ROM đấy nó bị lỗi các bạn. Đôi khi bản ROM nó chỉ bị lỗi một số chức năng thôi, nhưng mà các chức năng khác vẫn hoạt động bình thường. Đấy, mình thấy như vậy là cái bản ROM này nó rất là hoàn thiện các bạn, nói chung là hoàn chỉnh. Có thể sử dụng được bình thường. Đấy. Các bạn thấy không? Một cái máy tính bảng bị treo logo, no đây là cái loại máy tính bảng đồ cổ như các bạn mà À, trong quá trình mình à, sử dụng à, mình úp rom thử thì nó đã được khôi phục thành công. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn à, khi sử dụng một số loại máy tính bảng mà bị à, nội treo logo. No thì à, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được. Đối với loại máy tính bảng sử dụng chip MediaTek thì các bạn sử dụng phần mềm à, Flash Tool. À, giống như của mình có thể úp được rom và cái phần mềm USB có thể à, nhận diện USB được. Các bạn nào cần hai cái phần mềm nhận diện USB driver và phần mềm Flash Tool này thì có thể liên hệ mình, mình sẽ cung cấp cho các bạn. Còn cái bản ROM để úp cho máy thì mỗi một máy sẽ có một bản ROM khác nhau thì các bạn có thể tìm kiếm ở trên Google rất là sẵn luôn các bạn. Nó sẽ thích hợp cho đời máy của các bạn. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên nhấn nút subscribe đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Các bạn nhớ là nhấn vào biểu tượng chuông thông báo ở bên dưới góc màn hình khi nào mình có video gì mới sẽ thông báo tới tất cả các bạn để xem nha các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.